vua Cá Coi Thắng Ngô còn nặng lòng với vợ cũ Hà Thanh Xuân. Động thái đặc biệt của vua Cá Coi Thắng Ngô với vợ cũ đã khiến nhiều người chú ý và tò mò. Vua Cá Coi Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân là cặp đôi khiến nhiều người chú ý bởi chuyện tình ồn ào của mình. Từng dành cho nhau những lời mật ngọt, ngôn tình nhưng cuối cùng cặp đôi đã đứt gánh giữa đường trong sự ngỡ ngàng của bao người. Sau chia tay, Hà Thanh Xuân thường xuyên cập nhật hình ảnh, clip biểu diễn, cống hiến hết mình cho công việc. Trong khi vua Cá Coi hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, chỉ đăng ảnh rèn luyện thể dục thể thao và giao bán bất động sản. Tuy nhiên, sau chia tay vợ cũ, cộng đồng mạng tinh ý phát hiện trên kênh TikTok cá nhân của vua Cá Coi Thắng Ngô vẫn giữ lại rất nhiều đoạn clip biểu diễn của Hà Thanh Xuân. Ngay lập tức, nhiều người cho rằng vua Cá Coi Thắng Ngô vẫn còn vấn vương người tình cũ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng cả Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đều là những người đã trưởng thành nên không nhất thiết cứ chia tay là sẽ xóa hết mọi hình ảnh, clip của người cũ. Đây được xem là cách ứng xử văn minh và lịch thiệp đối với người từng sống cùng mình chung một mái nhà.